Trong video này chúng ta sẽ nghiên cứu cách lựa chọn phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một chiều. Thì phương pháp như chúng ta đã biết để có thể điều khiển tốc độ thì chúng ta thường sẽ sử dụng ba cách đó là thay đổi từ thông kích từ số 1, số 2 là thay đổi điện áp và cách số 3 là có thể thay đổi cái điện trở phụ R. ER. Thì chúng ta hãy cùng xem phương pháp đầu tiên nhé, phương pháp thay đổi từ thông kích từ cái phương pháp này chỉ dùng khi là mong muốn điều chỉnh hoặc điều chỉnh đặc tính cơ vượt lên trên đặc tính cơ tự nhiên. Nói chung là phương pháp uh, sử dụng từ thông kích từ khá là ít dùng để điều khiển tốc độ động cơ một chiều. Tiếp theo là phương pháp thay đổi điện trở -R, R phụ ít dùng vì R phụ sẽ sinh ra nhiệt gây tốn điện. Thì trong thực tế chúng ta sẽ thường người ta sẽ sử dụng um, cái phương pháp thay đổi điện trở à, thay đổi điện áp u đó là phương pháp dùng phổ biến như các bạn có thể biết ngày nay thì các uh, cái van bán dẫn như là thyristor igbt hay là mosfet nó đang được uh, sử dụng rất là rộng rãi trong các mạch điện tử công suất vậy nên là chúng ta có thể điều khiển và tiết chế được cái điện áp nó rất là dễ dàng nên là người ta sẽ thường sử dụng cái phương pháp thay đổi điện áp U mà mạch trong mạch sẽ dùng những cái van bán dẫn như là thyristor này hoặc là IGBT hoặc MOSFET. Thì đấy là cái phương pháp điều khiển tốc độ động cơ mà thông dụng rất được rất nhiều người sử dụng trong các hệ thống nhà máy cũng sử dụng ngày nay.